Khoa xin chào tất cả các ba mẹ và các con đã đến với buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay là một buổi học vô cùng đặc biệt và quan trọng các con ạ. Đó chính là review. Chúng ta sẽ đi ôn tập lại những cấu trúc ngữ pháp, những từ vựng trong 4 bài học đầu tiên, 4 unit đầu tiên, unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Vậy thì các con hãy lưu ý là chúng ta chưa chuyển sang bài mới mà các con hãy ôn tập lại cùng với cô Hà nhé, để chúng ta nắm chắc phần kiến thức trước khi chuyển sang những phần tiếp theo. Bây giờ thì các con hãy cùng mở phần sách mềm.com để chúng ta bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay nào các con. Hôm nay sẽ có rất là nhiều thứ thú vị mà cô Hà muốn chia sẻ với tất cả các con đấy. Good job! Activity 1. Listen and repeat. Các con hãy cùng nghe và chúng ta sẽ cùng nhắc lại những mẫu câu này nhé. Hi, I'm Phonic Phil. And I'm Super Sue. Hi, I'm Phil. Hi, I'm Sue. Look, this is my dog. And this is my cat. I have a car and a book. I have a ball and a duck. Oh no! My cake! Very good. Ở trong phần review, bức tranh đầu tiên các con có thể thấy là chúng ta sẽ ôn tập về mẫu câu giới thiệu về bản thân mình, đúng nào? Các con nhớ là khi mà chúng ta gặp một người nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu Hi, I'm cộng với tên của mình nhé. Ví dụ như là khi một cô Hà gặp một người nào đó này thì cô sẽ nói là Hi, I'm Hà. Và các con cũng thế nhé. Khi mà con gặp một ai đó thì con hãy giới thiệu tên của mình với cấu trúc câu I'm cộng với tên của con nhé. Mẫu câu tiếp theo mà cô muốn lưu ý với các con, câu này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. This is my. Đây là cái gì đó của tôi các con nhé. Cụ thể ở trong bức tranh này đó chính là bạn Phil, bạn ấy giới thiệu là đây là con chó của tôi với mẫu câu This is my dog. Và bạn Sue, bạn ấy giới thiệu về con mèo của bạn ấy thì bạn ấy sẽ sử dụng mẫu câu This is my cat. Very good. Ở bức tranh thứ 3, khi mà chúng ta muốn nói rằng tôi có một cái gì đó và cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu I have a and a. Ví dụ như bạn Phil, bạn ấy nói là tôi có một chiếc ô tô và một quyển sách thì bạn ấy sẽ nói là I have a car and a book. Còn bạn Sue thì có gì các con nhỉ? Yes, very good. Bạn ấy có một quả bóng và một con vịt. Bạn ấy sẽ nói là I have a ball and a duck. Good job. Và trong bức tranh thứ 4, nếu mà chúng ta muốn nói đến sở hữu một cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng my cộng với danh từ đó. Ví dụ như là my cake. Ở trong tình huống này thì chú chó đã lấy mất chiếc bánh của bạn Sue rồi. Thế nên bạn Sue thốt lên oh no, my cake. Đó là toàn bộ những kiến thức mà các con đã được học trong 4 bài học đầu tiên. Cô Hà đã vừa ôn tập và nhắc lại cho các con. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo các con nhé. Activity 2, look and circle. Các con hãy nhìn, look, circle. Các con hãy khoanh vào cái từ mà tương ứng với bức tranh ở đây các con nhé. Ví dụ như bức tranh đầu tiên, cô sẽ chọn từ dog. Very good. Ở bức tranh thứ hai này các con sẽ chọn đáp án nào? Good. Book. Đúng không nào? Ok, bức tranh thứ ba, cat. Very good. Bức tranh thứ tư, duck. Good job. Bây giờ cô Hà sẽ mở đáp án và xem các con có khoanh giống như cô Hà không nhé. Very good. Chúc mừng các con đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Vô cùng xuất sắc. Listen and tick. Ở trong mục này, các con hãy nhớ là chúng ta hãy nghe thật là kỹ và chúng ta hãy tích nhanh vào đáp án xem có trùng với đáp án của cô Hà không nhé. Các con nhớ là chúng ta hãy nghe thật là kỹ những keyword để chúng ta nhớ và làm cho chính xác những cái từ vựng mà các con đã được học trong 4 bài đầu tiên nhé. 1. Ball. 2.
dog. Okay, đáp án đầu tiên. Oh, very good. Chính là quả bóng đúng không nào? Cô chúc mừng những bạn vừa có đáp án chính xác giống cô Hà. Number 2. Các con nghe được từ gì? Dog. Chính là đáp án B, vô cùng chính xác. Very good. Next, listen and circle. Ở trong vùng này thì các con hãy nghe và chúng ta sẽ nghe xem những chữ cái này phát âm như thế nào đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy nghe thật kỹ và chọn đáp án đúng cùng với cô Hà nhé. 1. B. Can you hear it? Các con có thể nghe được chưa nhỉ? Ok, cô sẽ bật thêm một lần nữa để các con nghe lại một lần nữa cho chính xác nhé. 1. B. 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 Các con sẽ chọn đáp án thứ nhất hay thứ hai? Good. Letter B. Ok, very good. Bạn nào mà vừa chọn đáp án thì các con hãy nhớ khoanh luôn vào đáp án đúng giống như cô Hà nhé. Very good. Number 2. 2. A. A. Theo các con thì chữ cái nào sẽ đọc là A? Good job. A. Ok, very good. Number 3. 3. K. 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 Ok, theo các con thì chữ cái nào sẽ tạo ra âm thanh K? K. Letter C. Very good. 4. 4. D. D. Theo các con chữ cái nào sẽ tạo ra âm thanh D? Very good. Letter D. Okay, excellent. Activity 3. Listen and tick or cross. Các con ơi, ở trong phần này thì các con hãy nghe thật là kỹ nhé. Và ở đây chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là tích vào nếu như mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh và âm thanh trùng khớp với nhau. Còn chúng ta có thể đánh dấu nhân, dấu gạch chéo nếu như mà chúng ta nghe âm thanh không trùng khớp với hình ảnh các con nhìn thấy nhé. Very good. Number 1. 1. This is my ball. Các con nghe được câu gì? Ball. This is my ball. Câu số 1 các con sẽ tick or cross. Cross. Very good. 2. 2. This is my bag. Bag. Yes or no? Tick or cross? Yes, that's right. Tick. And number 3. 3. This is my desk. Desk. Tick or cross? Good job. Tick. And number 4. 4. This is my car. Tick or cross? Cross. Good job. Cô chúc mừng các con đã vừa hoàn thành xong phần số 3 này vô cùng xuất sắc. Ok, let's check. Có bạn nào có những đáp án giống của Hải không? Rồi, các con hãy bấm vào hình dấu tích để chúng ta sẽ cùng check những đáp án này xem có chính xác hay không các con nhé. Yeah, brilliant. Excellent. Ok, very good. Chúc mừng các con đã vừa hoàn thành xong mục số 3 này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Activity 4, read and tick. Ở trong phần này thì các con sẽ làm gì đây? Chúng ta hãy nhìn chữ viết tương ứng với mỗi bức tranh và các con sẽ chọn bức tranh nào phù hợp với nghĩa của từ các con nhé. Ví dụ như là bức tranh đầu tiên, hi, ở đây là một lời chào đúng không nào? Và khi mà chúng ta chào một ai đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là bức tranh A hay là bức tranh B phù hợp hơn các con. Good, bức tranh A là đáp án chính xác nhé. Ok, number 2, a ball. A or B? That's right, a duck. A or B? Good job, B. A can. A or B? B, very good. Activity 5. Color the apple, the ball, the cat, and the dog. Then point and say. Yêu cầu của hoạt động này là gì hả các con? Color, tức là các con hãy tô màu vào những từ vựng và những bức tranh ở đây các con nhé. Gồm có quả táo này, apple, the ball, quả bóng, the cat, con mèo, the dog, con chó. Và sau đó các con hãy chỉ và nói những từ vựng này thật to lên các con nhé. Now let's color the apple. Bây giờ thì cô Hà sẽ tô màu quả táo này. Cô Hà sẽ I choose red color.
Quả sẽ chọn màu đỏ cho quả táo này. Yes, it's very nice. Next, the ball. I choose red, yellow, brown, green, and purple. It's colorful ball. Đây là một quả bóng rất nhiều màu sắc, đúng không nào? Các con hãy cùng đọc lại theo cô nhé. Ball, apple, very good. Color the cat. Yes, let's color the cat. Very good. Okay, now repeat. Cat, good job. Color the dog. Now repeat. Dog, good job. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ vào từng bức tranh và các con sẽ nói nhé. Và các con ơi, các con có nhìn thấy là có hình micro ở dưới một bức tranh hay không? Các con hãy nhấn vào đây để ghi âm giọng của mình nhé. Ví dụ như bức tranh đầu tiên, các con hãy nhớ là giới thiệu tên của mình. Hi, I'm Ha. This is my apple. Good. Hi, I'm Ha. This is my ball. Hi, I'm Ha. This is my cat. Good job. Hi, I'm Ha. This is my dog. Okay, very good. Good job. Cô chúc mừng các con. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong những mẫu câu quan trọng, những từ vựng quan trọng có trong 4 bài đầu tiên. Các con hãy nhớ bí quyết để thành công trong việc học tiếng Anh ở đây, đó chính là lặp lại hàng ngày. Và các con hãy nghe luyện đọc, luyện nói cũng như là luyện phát âm và luyện hát hàng ngày để chúng ta tăng khả năng từ vựng, ngôn ngữ pháp của mình lên để chúng ta có thể tự tin trong giao tiếp. Có rất nhiều những bài học miễn phí của cô Hà ở bên dưới phần link mô tả. Nếu như mà các ba mẹ có câu hỏi gì thì các ba mẹ hãy liên hệ trực tiếp với cô Hà qua số Zalo hoặc là inbox trực tiếp cho cô Hà nhé. Goodbye and see you next time. Các ba mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Dương Thang và like fanpage Học Tiếng Anh cùng cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.